chị nhận được hai cái vé đi xem ballet nè, bởi vì chị rất là thích mùa thiên nga. Chị mời Linh đi cùng với chị nha. Wow, ballet. Em rất thích ballet chị, nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội được đi hết á. Cảm ơn chị rất nhiều. Đâu có gì đâu, chị cũng thích nữa. Chị ơi, nhưng mà em đang thắc mắc là không biết mình có nên chuẩn bị cái gì trước khi mình đi tới một vở ballet không chị? Trước thì chị cũng muốn có rành cái việc đi xem nhà hát, xem ballet lắm. Nhưng mà chị biết một người có thể giúp mình giải đáp những cái thắc mắc. Ok, vậy nhờ chị. Chị là em tò mò quá. Xin chào nhạc trưởng Đức Anh. Chào chị Giang. Đức Anh đang làm gì vậy? Em đang chuẩn bị cho concert tối nay của em. Chị muốn hỏi Đức Anh là vai trò của brochure, poster, thông tin chương trình trên vé mời là như thế nào vậy em? Khi mà chị đến một chương trình á, ngoài cái tên chương trình, nội dung ra thì chị cần biết về người nhạc sĩ. Cái tiểu sử của người nhạc sĩ và chất lượng của người nghệ sĩ sẽ đánh giá được cái chất lượng của concert trước khi chị quyết định mua vé. Cái thứ hai là khi brochure thì chị cần brochure để nắm rõ thông tin chương trình nữa nhé. Hay là chị biết những kiến thức cần biết về buổi biểu diễn đó. Cảm ơn em. Vậy khi đi xem hòa nhạc có quy định hoặc yêu cầu tối thiểu gì về trang phục không? Khán giả ăn mặc chỉnh chu nhất có thể, bởi vì sự chỉnh chu trong trang phục sẽ nói đến thái độ của họ đối với một buổi biểu diễn có truyền thống cũng như là đẳng cấp như một buổi nhạc quý phòng. Nam giới sẽ mặc như thế nào khi đi xem hòa nhạc? Nam giới thường họ sẽ chọn suit hoặc vest để tham dự một buổi biểu diễn như thế này, phòng như thế này. Vậy còn nữ giới thì sao? Nữ giới thì họ sẽ chọn đầm dạ hội và đầm tiệc để đi tham dự buổi hòa nhạc. Liệu có được phép mặc quần jeans không em? Cá nhân Đức Anh nghĩ không nên mặc quần jeans bởi vì nó không phù hợp với lại môi trường cũng như là đẳng cấp của một buổi biểu diễn. Đi dự hòa nhạc đúng giờ theo thiệp mời hay sớm hơn? Thường thì sẽ có giờ cố định, cho nên là chị thường nên phải đi sớm khoảng 10 đến 20 phút. Liệu có thể đi trễ hơn 15 đến 30 phút so với thiệp mời hay không? Cũng có thể, nhưng mà khán giả không được vào giữa lúc biểu diễn, cho nên khi chị tới trễ chị phải chờ đến khi có break. Cho nên em có nghĩ là không nên đi trễ. Khán giả có được phép ra vào trong suốt buổi biểu diễn hòa nhạc hay không? Không, tại vì do tính chất khép kín của buổi diễn cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến những khán giả khác nên thì không được vào. Thời gian quy định cho khoảng nghỉ giữa giờ này là bao lâu? Nó sẽ phụ thuộc vào chương trình, khoảng 10, 15 đến 20 phút. Làm sao khán giả nhận biết được khi nào sẽ là khoảng nghỉ giữa giờ? Thường thì họ sẽ thông báo qua brochure hoặc lúc nghỉ thì họ sẽ thông báo qua MC hoặc ban tổ chức. Stanway and Sons. Chị nghĩ đây là cây piano mà tất cả những ai chơi nhạc đều thích phải không em? Khi em còn đi học á, đây từng là cái đàn mơ ước của em. Đến thích lắm chị ơi. Hôm nay tiện có cái đàn ở đây, em sẽ tặng chị một bài của Rachmaninoff, yêu thích của em. Ôi, chị rất thích, cảm ơn em. Mà nè Đức Anh, chị muốn hỏi là vỗ tay tùy hứng hay phải tuân theo quy tắc khi đi xem hòa nhạc vậy? Đối với nhạc cổ điển thì chị phải vỗ tay có quy tắc, tại vì chị chỉ được vỗ tay sau một bản nhạc hoặc là trước giờ nghỉ giải lao. Vậy vỗ tay như thế nào mới là đúng? Thông thường thì chị sẽ nhìn người nhạc trưởng chào chị thì chào chị vỗ tay. Ở những cuối buổi diễn thì nhạc trưởng sẽ mời những nghệ sĩ lên chào chị. Đó là sự thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, thì có mình vỗ tay đó chỉ là họ ngưng thì thôi. Thế thì vỗ tay trong thời gian bao lâu là đủ? Thông thường thì không có quy định, nhưng mà mình sẽ nên vỗ tay từ 1 đến 2 phút. Trong những phút giữa bài, 3 đến 5 phút thì họ chào mình vào cuối bài. Liệu có được phép đứng dậy vỗ tay hay không? Đó là tùy theo mình thôi. Nếu mình thật sự thích, thật sự hạnh phúc khi buổi biểu diễn đó thì mình sẽ tặng hoa, mình sẽ vỗ tay, đứng lên vỗ tay cho người nghệ sĩ. Không thì thôi.
Cảm ơn Đức Anh, hoa đẹp quá. Mà nàng chỉ muốn hỏi, liệu khán giả có được phép tặng hoa sau mỗi màn trình diễn không? Được, nhưng không phải lúc nào cũng được tặng. Vậy khi nào chúng ta được phép tặng hoa? Mình phải chờ đến lúc cuối của một bài nhạc, hoặc là cuối một bài solo của một diễn nào đó. Hành động nhạc trưởng trao lại bó hoa cho một nhạc công trong dàn nhạc có ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Đó là nhạc trưởng sẽ thể hiện sự tôn trọng của nhạc trưởng đối với những nghệ sĩ đang ngồi trong dàn nhạc, đặc biệt là những người phụ nữ và những bè trưởng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có dàn nhạc giao hưởng chính quy nào không? Hiện tại thì chỉ có Nhạc viện và Nhà hát thành phố là hai nơi có chất lượng biểu diễn tốt nhất và chuyên nghiệp nhất ở Sài Gòn. Vậy ngoài Nhạc viện và Nhà hát thành phố thì khán giả còn có thể tìm đến nơi nào khác nữa? Ngoài ra thì các bạn có thể tìm đến My House Harmonic, tại vì đối tượng khán giả ở đây là những người mới có nhạc cổ điển. Thì có những điều cần hoàn thiện, nhưng mà mặc dù như vậy, cách tiếp cận của dàn nhạc My House Harmonic rất là gần, rất là dễ nghe, phù hợp với những ai đang muốn tiếp xúc với là nhạc này. Chị thấy nhiều buổi hòa nhạc đã kết thúc, nhưng sau đó dàn nhạc vẫn tiếp tục trình diễn thêm 1-2 tiết mục nữa. Vì sao vậy? Đó là encore, tiếng Ý encore tức là thêm một bài nữa đi, hoặc là bravo, nó thể hiện sự yêu mến của khán giả. Ý nghĩa của tiết mục này là gì? Thường thì các dàn nhạc sẽ chuẩn bị từ 1 đến 2 bài. Phòng khi khán giả họ yêu thích, họ hạnh phúc quá thì sẽ gửi tặng theo một món quà. Cảm ơn Đức Anh đã nhận lời mời tham gia chương trình Luxury Guy Sống Phải Chất. Hẹn gặp lại em trong những video lần tới nhé. Còn bây giờ thì encore please.